3 sân vận động đẹp nhất Philippines nhưng không được đội tuyển bóng đá quốc gia sử dụng. Sân vận động thể thao Philippines, Philippine Sports Stadium, còn được gọi là sân vận động Iglesia Ni Cristo, được khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 8 năm 2011 tại thị trấn Bocao và Santa Maria, tỉnh Bulacan. Sân vận động này được xây dựng trên diện tích 3 hecta và nằm ngay cạnh Philippine Arena, nhà thi đấu lớn nhất thế giới hiện tại. Philippine Sports Stadium chính thức khánh thành vào ngày 21 tháng 7 năm 2014. Sân bóng này thuộc sở hữu của Iglesia Ni Cristo, một nhà thờ Kitô giáo ba ngôi độc lập. Philippine Sports Stadium có thiết kế khán đài 2 tầng với sức chứa 20.000 khán giả. Toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế đơn, được bố trí theo các màu sắc là xanh lá cây, trắng và đỏ, đây cũng là màu của cờ Iglesia Ni Cristo. Mái che của sân vận động này được thiết kế với hai khoảng hở nằm phía sau các cầu môn, là khu vực dành cho hai màn hình LED cỡ lớn. Philippine Sports Stadium chính là sân vận động tốt nhất và hiện đại nhất Philippines khi nó được hoàn thành, nhưng các đội tuyển bóng đá của nước này lại rất ít sử dụng sân vận động này ở các giải đấu chính thức. Năm 2015, câu lạc bộ Global đã thi đấu một trận tại đây ở AFC Cup 2015. Cũng trong năm đó, đội tuyển quốc gia Philippines đã có một trận đấu tại vòng loại World Cup 2018, khi tiếp đội tuyển Bahrain. Lần gần nhất mà đội tuyển nước này sử dụng Philippine Sports Stadium là tại AFF Cup 2016. Kể từ đó, sân vận động chỉ được sử dụng cho các buổi hòa nhạc và các sự kiện phi thể thao. Điều đó dẫn đến mặt cỏ đã bị phá hủy hoàn toàn như hiện nay. Sân vận động Điền Kinh thành phố New Clark, còn được gọi là sân vận động New Clark, chính là sân vận động có thiết kế ấn tượng nhất Philippines hiện tại. Nó được khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. Trên diện tích 25.000m2 tại Capa, tỉnh Talac, sân bóng này đã được xây dựng với thời gian siêu tốc khi chỉ mất 18 tháng để hoàn thành. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 12 tháng 10 năm 2019. Với kinh phí xây dựng là 4 tỷ peso Philippines, đây là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 diễn ra vào năm 2019. Sân vận động New Clark có thiết kế khán đài liền mạch 2 tầng với sức chứa 20.000 khán giả. Toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế đơn, được khảm ngẫu nhiên bằng hai màu sắc cam và đen. Sân cũng có hai màn hình LED ở phía sau hai cầu môn. Thiết kế sân vận động gắn liền với núi lửa Pinatubo, với các trụ và mặt tiền được làm từ lava, một loại vật liệu chảy xuống từ núi lửa, trong khi mái che của sân vận động được làm giống như một miệng núi lửa. Mặt tiền chính được trang trí bằng khung kính, các cột trụ của nó được sơn màu cam để đại diện cho hoàng hôn địa phương, được lấy cảm hứng từ hình dáng của Pearl, một loại đèn lồng trang trí của Philippines, giúp hỗ trợ nâng đỡ cấu trúc khán đài của sân vận động cũng như mái che của nó. Sân vận động New Clark được thiết kế để chống lại các trận động đất có cường độ lên tới 8,9 độ Richter. Nó được xếp hạng là cơ sở điền kinh hạng nhất A, được chứng nhận bởi Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế. Bên cạnh đó là mặt cỏ tự nhiên đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA. Tuy nhiên, đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines lại chưa bao giờ sử dụng sân vận động này. Mới chỉ có 2 trận bóng đá chính thức được diễn ra tại đây khi câu lạc bộ United City, trước đây gọi là Cerritos Negro, chọn đây làm sân nhà ở mùa giải 2022-2023, trước khi đội bóng này dừng hoạt động cho đến nay. Sân vận động Ferdinand Emmanuel Marcos Memorial mới, hay còn được gọi là sân vận động Marcos, chính là sân bóng mới nhất tại Philippines. Sân bóng này nằm ở thành phố Lawak của tỉnh Ilocos Norte. Sân vận động Marcos mới được khởi công xây dựng vào năm 2019, trên nền sân vận động Marcos cũ đã bị phá hủy bởi cơn bão Ompong vào tháng 9 năm 2018, với diện tích xây dựng 500.000m2. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, với kinh phí xây dựng 1 tỷ peso Philippines. Sân vận động mới mang thiết kế đẹp, với khoảng mở ở khán đài phía nam tạo thành điểm nhấn cho sân vận động, nơi có một khán đài mở và bãi cỏ dốc dẫn về phía công viên Rizal. Toàn bộ khán đài gần như được bao phủ toàn bộ bởi mái che, thiết kế 2 tầng mang đến sức chứa 12.000 khán giả cho sân vận động. Toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế đơn mang màu đỏ đồng bộ. Hệ thống chiếu sáng và âm thanh được treo phía dưới mái che. Phía dưới sân là mặt cỏ tự nhiên đang hoàn thiện và đường pitch 8 làn chạy đạt tiêu chuẩn quốc tế bao quanh. Hình dạng tối giản và khác biệt của sân vận động được tạo nên bởi kết cấu chính là các cột thép uốn cong được cắt gọn gàng và thu hẹp về phía mái che. Trong khi mái che và mặt tiền của sân vận động sử dụng vật liệu là PVC,
Mặt tiền mang các họa tiết để tôn vinh loại vải Ilocano Able nổi tiếng tại Ilocanoc. Sân vận động Marcos sẽ đóng vai trò là trụ cột cho chương trình du lịch thể thao của Ilocanoc với tư cách là một phần của khu liên hợp thể thao rộng 12 ha. Đây là một cơ sở thể thao công cộng thực sự thuộc về người dân. Vẫn chưa có thông tin nào về việc một đội bóng nào đó sẽ sử dụng sân vận động này trong tương lai.